Nhớ nhá, khi mà mình bây giờ mình làm thế nào để biết được người ta ở vùng nào, miền nào thì mình mới học tiếng Trung mình không biết được đâu. Nhưng mà vì ở Trung Quốc nó rất là rộng lớn ấy, cho nên là khi mà giao tiếp với người ta thì biết là người ta là người Trung Quốc rồi thì không cần phải hỏi nì sư nạc của rắn nữa. Nì sư nạ tờ rắn hoặc nín sư nạ lì, nín lão cha dai nạ lì có nghĩa là quê của anh ở đâu, quê của cô ở đâu ấy. Chứ còn mình không cần phải hỏi máy móc là nì sư nào của rắn của sư Việt Nam rắn. Mày rõ ràng là người Việt Nam và người ta rõ ràng người Trung Quốc thì cần gì phải nói như thế nữa. Cho nên là bây giờ chỉ cần hỏi là nín sư nạ tờ rắn hoặc là nín sư nạ lì. Nín sư Nạ nạ lì lì rắn hoặc là nạ tờ rắn nạ. Ừ, tờ nạ. Cái này đọc khó này, cong lưỡi. rắn Nạ. nạ Ừ, nạ. nạ Ờ. Thế và khi mà nghe cái gọi là gì nhỉ? Cái giọng nói ấy thì người ta sẽ phân biệt phân biệt được xem là người ở vùng nào, miền nào. Thiên lý tờ khẩu yên bú xiang Bệ Kinh rỉnh, nỉ sư nạ tờ rỉnh. Khẩu yên là giọng nói. Ừ. Người Việt Nam có thế có không? Thiên một chút lý tờ xíu khẩu yên bú xiang Bệ Kinh rỉnh. Bệ Kinh rỉnh là người Bắc Kinh Nín sư nạ tờ rỉnh. bạn là mẹ ngài là người ở đâu Ừ, cô là người ở đâu hoặc là bác là người ở đâu. Ở đây là Sơn Đông Nhân ok. Linh Chi đọc đi. A Thiên Nghị Tơ Khẩu Yên Bú Xăng Bệ Yên Rình Bệ Kinh. Bệ Kinh Rình Nị Sư Nả Tơ Rình 我是山东人。我是山东人嗯，就比如说，把人给带了，连我，我的，我的，来呢？坐，嗯，坐坐，或啦，坐一下，嗯，或啦，坐一坐。嗯，留意là những cái từ động từ đơn âm tiết trong tiếng Trung thì có thể dùng với ba cách, đó là一下，lặp lại, và cùng từ ý ở giữa. Thì bây giờ viết đi, nó là động từ trong tiếng Anh ký hiệu là gì? V V, đúng rồi, bây giờ viết đi, V V ý xả, viết bằng bút đỏ. V ý xả xa bằng bằng V V V V V V bằng V V V V lúc trước nói vi thì đằng sau cũng phải nói vi chứ, lúc trước nói v đằng sau nói vi thì nó thành gì, v vi à? Nhớ nó phải tiền hậu nó phải giống nhau chứ, nhớ chưa? Xem xem là thang gì thang nói thử xem nào. Sơ Sô hoặc là sơ ý xa hoặc là sơ ý sơ sôi không phải sôi sụa. sơ ý sơ Nếm nếm là chang ý tráng. chang ý chang ý chang Rồi chang chang chẳng chẳng chang 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 ý xa Tráng là nếm với lại ăn có giống nhau không? ăn thế nào chư ăn chư hớ tráng ăn ăn nhiều thứ ăn là ăn nhiều tráng sẽ được nếm không thử ra Tráng tráng hết cả một nồi canh. Ok, tiếp theo đấy là ná lì ná lì. lì Chưa ná说哇灵芝你画画画的很不错灵芝你画画画画画的很不错Thế thì khi mà người Trung Quốc người ta khen như thế thì mình sẽ nói nào? Ý, đương nhiên đó. Tao là ai chứ đúng không? Nhưng mà mình sẽ nói là ná lì ná lì. ná lì Ná lì ná lì có nghĩa là đâu có đâu có. Nhưng ná mà lì nói cái từ ná này nó ngu ngu ấy cho nên là thôi nói là cua chảo lỡ.
您过奖了，您过奖，过奖bên dưới，bên dưới，过，过奖，您过奖có nghĩa là quá khen，过奖ở bên dưới，过奖ở trước từ不好ấy，bên trên đấy là过奖了，nói quá lên rồi，过奖了có nghĩa là quá khen，nhưng mà đôi khi người ta khen thì mình cũng chẳng cần thiết phải nói như thế，mình chỉ cần cười là được rồi，mà còn mình xin xin nín thế là được rồi，chứ không nhất thiết cứ phải ná lì ná lì ná lì ná lì ở đâu ở mũi ở mắt mồm vô duyên chết thế và tiếp theo đến phần số 2 thì hôm ngày mai chúng ta nói số 3. Chéo nì xua đờ. Chéo nì xua đờ. Chéo nì xua đờ có nghĩa là một cách diễn đạt phủ nhận trách móc những gì người khác vừa nói, thường để sử dụng như một cách đáp lại lời khen hoặc lời chỉ trích của người khác. Ở đây nó chỉ sử dụng để diễn tả sự ngại ngùng khi được người khác khen ngợi. Chéo nì xua đờ. Ấy xem anh nói kìa, xem bác nói kìa. Cái này thì trong gọi là gì nhỉ, những cái phim cổ ấy hay thấy người ta nói thôi. Chéo nì xua đờ. Chéo ở đây là chéo. Xem anh nói kìa. Vậy nếu trả lời là mấy hiểu. Có hiểu. Mấy hiểu. Ná hiểu. Ná hiểu nó mà hảo. Ná hiểu. Ná hiểu. Ná làm gì có. Ná hiểu. Ná hiểu nó mà hảo. Làm gì có. Rất là vui được làm quen với lại là bạn. Hẳn cao xinh. Hẳn cao xinh rân suy nỉ. Ngày mai chúng ta sẽ hỏi về bố mẹ của bạn làm việc ở đâu hoặc làm công việc gì. Và ngoài, bởi vì là mình là mẹ thì làm giáo viên tiểu học, bố thì làm bộ đội, nhưng mà còn người ta nữa, cho nên là mình ngày mai mình sẽ học những cái danh từ chỉ về nghề nghiệp. Ngày mai mình sẽ học có rất nhiều. Về nhà xem lại bài của ngày hôm nay, đặc biệt là cái phần từ vựng. Từ vựng 139. Sấy. Sấy ya. Lái. Sấy. Sấy. Sấy ya. Ta là sấy ya. Ta là sấy ya. Lái, của lái, của lái chia sâu một xa. Chia sâu. Chia sâu. Chia sâu. Thế thì bây giờ nói chia sâu một xa, có thể nói là chia sâu, chia sâu. Chia sâu, chia sâu. Ủa là chia sâu, chia sâu. Nhưng mà chia sâu nó là từ đơn âm, hai âm tiết, xoang âm tiết. Cho nên là chúng ta sẽ nói là chia sâu một xa. Chia sâu, chia sâu nỉ tự chỉ. Có thể nói như thế. Linh chứ, chia sâu, chia sâu nỉ tự chỉ ba. Có thể nói được như thế. Tiếp theo là tợ. Ở đây là bái sáu tợ. Tại sao gọi là bái sáu tợ? Bởi vì là nó bao gồm có bộ bạch và bộ thược. Bộ thược chính là cái đũa, cái muỗng á. Bái sáu tợ nghĩa là sở hữu của. Đúng rồi. Ủa tợ. Ná lì là ở đâu, nơi nào. Chào. Chào sư. Siêu thị. Mãi. Tung sĩ. Tung sĩ. Tung sĩ. Ở đây là x xì và y không đọc là ư. Bởi vì là trong tiếng Trung có 3 4 chữ là chữ y, chữ y dài ấy, chữ x xì, chữ z, chữ chữ z, à không phải chữ z, chữ q ấy, chữ chi với chữ chi, chữ q và chữ cái chữ này này. Đó thì đằng sau nó là y, vẫn phải đọc là y. Tung xì. Tung xì. Tung xì. Tung xì. Tung xì. Tung xì. Chi chào sư mải tung xỉ. Chi chào sư mải tung xỉ. Lu sang xào xin. Lu sang xào xin. Xào xin. Xào xin. Xào xin là cẩn thận. Xào xin là cẩn thận. Chú ý. Của mình xe khơ ba. Qua. Mì. Mì. Hụt. Lão sư. Lão sư, mì. Xin. Mì xin khu lợ. Xin khu. Mì xin khu lợ. Nín. Nín xin khu lợ. Ok, Linh Chí, lù sàng, xào xin. Lù sàng.
说啊，谢谢您，把明天明天见明天见见，嗯，六月天宝呢？明天见，嗯，唐木一个啊，十月见见见，十月见，嗯 ，OK， 明天见，辛苦了。